Vậy ơi, có làm sao không ạ? Trong nhà ông ở đi ra thuốc mà đây sang chết vậy á. Trong nhà nắng không ơi? Nắng đâu nhà, mà gió mát chết không ngồi. Rồi rồi, mày ngồi ghế nè. Cát không à. Ghế nè. Tao mới quét hôm qua rồi mà. Mày lại mà nhà tao mày cũng chê nữa. Ông ở sạch quá, nhà cửa cát không mà nước nôi chảy ròng ròng. Tao tính là nửa tháng quét lần là tao quét từ trước tới giờ nữa. Mày sạch thì rồi ha. Ừ. Chưa nắng này đi đâu vậy? Đi chơi mượn cái gì chạy qua qua chơi hỏi đi đâu à, ngộ quá hả? À. Chơi nắng chết. Coi coi cậu Bảy có gì chơi không? Còn gì đâu. Ông mà không còn nghe nói ông đi về dưới mà nay ông lên đây chi ạ? À? Hả? Trời ơi, tao nắng đi công chuyện đi mà lên thành phố cho nó mới gì à, đi mấy ngày cho nó chơi làm gì, đi chơi đi kiếm mà người quen thành phố bán số hay gì à, đâu có mặt tao gì đi bán số à, trời mà ông bán để mà con đi bán cái mặt này mặt ăn xin mới mới đúng ngày xin của ai đâu cho ông ơi, trời ơi không nghĩ, mày nghĩ tướng tao thì sao đi mặn mướn, mặn mướn ra mà một ngày nhiêu tiếng hộ có 30 ngàn à, 55 ngàn à, mặn một ngày 8 tiếng nhiêu có 200 mấy à, tao đi xin một lát ngàn cái triệu bạc. Nhưng tướng ông với ai muốn đâu làm. Mày cứ dễ hoài. Còn bán cái số người ta thương tình chứ. Ủa, người ta số mua tiếp với đi xin này cho vô. Tào lao. Lao, con gì tào lao. Tiền dư ngoài á. Sao nào không đi. Tiền dư đã xài chưa hết. Dữ à. Còn mấy chục ngàn nữa hết rồi. Dữ à. Nó hết đi nữa. Ai cho mốt ông đi tới đâu còn dán giấy sau lưng ông tới đó. Nói ông này ông thân dài da rộng làm biến. Mày gánh nữa đó. Ăn dài da gồng. Tụi mấy có hiểu con nói gì không? Mà con mấy cờ. Tao à, không biết mà. Tao cần thấy thế. Mày cần cần heo vậy thôi. Đó là mày xin bàn tay tao coi coi. Bàn tay đẹp quá ha. Bàn tay này nè. Bàn tay 5 ngón xinh xinh nè. Đồ ai để hở nó kinh về nhà. Có không? Vậy nói chuyện gì vậy à? Con ăn ức cho con quá. Chứ không phải hả? Để hỏi đâu người ta bỏ không ngoài con lấy gì vậy chứ con hỏi gì? Mày đưa tay kia tao coi tay kia coi. Lật lại. Vậy nắm tay con làm gì? Bàn tay chỉ đỏ tầm guồng. Hồi nhỏ mày có chuộng thời gian nữa. Không. Mẹ mày mới sinh ra không lẽ mày không mày mày sinh ra ban đầu hả? Không. Mày là thành tinh à? Không không mặt cả. Không có chuồng. Không bà nó nghe nè bỏ qua đi. Vậy không? Vậy. Gì? Nhà không có dùi. Dùi? À. Tao làm cho, gì có? Cho con mượn cái dùi. Tao làm gì có? Không có. Dùi đâu có. Không có, con nghe con Tư mà Tư nói rõ ràng. Ông Tư bà Tư. Nói gì? Nói là ông hồi nhỏ là có cái dùi rồi. Nhỏ. Thì đi cho con mượn cái dùi đi. Hồi nhỏ thì có cái dùi. Ừ. Nhưng mà cái dùi nhỏ. Ừ. Thì nó thông. Ừ. Mà giờ nó bị lâu rồi mấy năm, 60 năm rồi. Ta đâu? Nhỏ này hay nè. Con bé ta đâu? Con bé ta đâu? Ừ. What? What the fuck? Tí tà đó mà tà. Cho con mượn đi con về con dùi cái đường nước con coi nó chảy hoài à. À bà ơi. Không có được. Không được. Cái dùi đó giờ là cái như là xài hơi khó xài lắm. Cái hiến nó mới được. Thì cho mượn đi. Thì con dùi đầu này không được, con dùi đầu khác dùi sao rồi cho nó ấy nước được rồi, nước thì nó chảy nghịnh nghịnh hoài luôn. Cái gì mà cừ nữa? Cái gì thì mày nói này, muốn nói gì nữa đây? Cho con mượn cái dùi đi, con dày, con dùi, cái bể nước của con nó bị nghẹt rồi. Bị nghẹt? Ông dùi cho nó thông lại chứ nó nghẹt cũng lắm rồi. Được, cái dùi nó bị xét rồi con ơi. Tào lao. Thì cậy đi cho con giày, con dùi gì được thì con dùi. Bà ta nói không có được. Bây giờ nó không có được rồi. Ngồi nữa không giảm là mỉm như vậy. Mượn hoài đã đến nó nói rồi, đã để lâu năm rồi. Nó tà cái đầu rồi. Đi con mẹ mày, tao lại mày rồi. Ủa mày lại mày luôn. Dùi không có được. Lấy à, không cho mượn phải không? Cha cho mượn, được không được. Ngồi nữa ông già ông làm hiểm dữ trời. Cho mượn thôi đi về ông nội ơi. Mượn có cây dùi mà cũng không cho mượn nữa. Ngồi trời. Mượn đọc đời.
Ừ, đi đâu vậy? Chơi nè. Cái chảo không cho con mượn cái chảo về đổ bánh xèo cái chú ơi. Chảo gì? Ngồi đây nè, ngồi đây nè, mượn gì ngồi đây nè. Chảo bự. Chảo bự mượn giờ làm gì? Đổ bánh xèo chú ơi. Đổ xèo nhà có khách hay gì? Có khách, nhà có khách rồi không có cái chảo bự. Ông xui là gì? Ông xui là gì? Không có anh em dòng họ lại. Đây, chừng nào bà xui có lại ha. Cho là hay đi, nha. Mày điện tao. Cho chú hay ha. Mày chú mẹ. Rồi có gì không? Thì mày quay đi. Mày chú mẹ. Anh xui được không? Tào lao. Bà xui mẹ. Bà xui mẹ còn tao thấy còn ngon quá. Ngon không? Ngon. Nước nồi đầy đủ không? Điện nước đầy đủ, không có thiếu gì trơn. Cái hàng từ hàng rào cho tới từ đầu ngõ cho tới hẻm luôn, không có chỗ nào chơi được hết. Nói vòng vo hoài chú có không cho mượn ơi? Có. Rồi mượn gì đó xèo ha. Ờ. Rồi đổ rồi trả cái gì? Đổ rồi để đánh xài luôn chú ơi. Để đánh xài là xài luôn ai cho mượn luôn. Nè ông ơi. Mà đổ rồi những cái nữa rồi. Có rồi tôi đem lại cho chú một cái hai cái. À cái chảo nè. Thấy không? Chảo này đổ bánh xèo là ngon lắm. Thấy không? Tao bự nè, thấy không? Im lên. Điều mình đổ lò củi mà, tao nói lò củi. Nè, thấy không? Tốt lắm. Chảo này nè. Đổ bánh xèo là phải chảo. Chảo này vừa chú ơi. Thấy không? À. Cái chảo này biết đâu không? Đâu chú? Tao mua ngoài chợ Xuyên á. Xuống chợ Xuyên mua. Xài tốt lắm. Tao xài mà cả chục năm mà chưa hư. Nha, đi vô đi mua chảo vàng này gì xài tốt lắm. Nha. Đi. Trời ơi, chợ chả này vô duyên ba đời. Vô duyên gì vô duyên? Có chảo không? Có chỗ mượn không có. Có nói có không mà không nói không. Có em ra cho người ta coi. Chảo gì mượn đây à? Thôi đi về đây, về đi. Ai rồi cho mượn? Đó. Có cho không có thôi mà đem ra phe. Mai mốt có mắc dịch mắc ôn thì đừng kêu tôi nha. Mai mốt không ai cho mày mượn đâu mày. Dạ khó ưa. Ôi chú mày. Ừ. Mày lại bây giờ mày tập đưa bằng gì? Biết là quên tên con luôn hả? Quên rồi. Ô năm nay như tuổi lẫm cẩm với người ta. Gần lục ân. Gần lục ân hả? Ừ. À vậy là hơn 50. Ừ, chính xác. Này vẫn còn thông minh, này sáng suốt nè. Này được. Trời ơi, còn trẻ mà không sáng suốt sao được. Cái này khỏe đi chơi không ăn. Khỏe đâu, mới lo việc cộng án mới có xong nè, chuẩn bị một hai bữa nữa là đi cài nữa rồi kìa. Cài nữa hả? Cài đang mà người ta xả lại cái vụ mới nè. À. Mấy là xới tay hay là chạy máy cài? Chạy máy cài không à, bây giờ mới xới tay, xới không có kịp. Giờ chạy máy cài ha. Chứ phần mình lãnh nhiều nữa. Ừ, rồi có trang trạc đâu ta đâu không? Có cái đội ngũ trang trạc thì mình có đội ngũ riêng, mình điện cho mấy người kia. Mình kiếm mớ. Ừ, như cò ha. Như mình lãnh luôn á. Ừ, lãnh cò. Chọn gối luôn á. Dạ. Ừ, thì cũng được. Thì cũng kiếm tiền giàu rồi chút đỉnh đặng mà phơi pháo gì mà. Ừ, giàu, vậy là mày giàu lắm. Trời ơi, giàu có gì đâu chứ mày ơi. Cũng màn tối ngày có thấy không? Mặt mày đen đúa vậy nè. Mà ở không được mày đâu. Ơi, không ai mượn tiền đâu mà than mày luôn. Trời ơi. Mượn cái gì? Giàu chết mẹ luôn mày đặt than hoài. Hai bữa nào rủ hai chú cháu mình đi nhậu bữa. Ô tao. Ô bia không? Bia không? Bia không? Cái đó tao cũng khoái lắm nè. Thấy lâu lắm rồi, ông chưa à, ông chưa có đi xả chết à. Cái đó tao cũng khoái lắm mà. Ba không cho à. Ba nơi mới về tới Cần Thơ à. Trời ơi, có gì đâu thì để vụ xả chết đây, bữa nào con lo cho. Mày lo tao. Ừ. Cũng như cái máy của mình nó lâu quá rồi mình không có thay nhớt thay không lỏng đó. Ừ, nó lỏng bạc rồi mình đi thay nhớt lại. Ừ. Cho máy nó chạy trơn tru. Ừ. Cũng như ông của ông như máy ông chạy lâu ngày mà không thay nhớt rồi nó lỏng bạc rồi nó ra khối xì sức bắp rồi đùm lum chứ. Ừ. Thì giống như con người mình vậy thôi. Rồi cái con sư tử mà mày ở nhà mày đó nó nghe được cái đầu nó lỏng bạc mày liền. Cái đầu mày còn công tóc nào tao mới sợ. Trời ơi. Sư tử nó kệ nó đi. Ừ, kệ. Nó có ăn nhầm gì mình. Đàn ông mình ra đường tối ngày nó đâu có biết. Ừ. Ủa ngoại nó ra con sư tử mày thỏ ơn. Sư tử mày dữ lắm. Dòng thứ giấc trưa này mình đi nó có biết đâu. Mình đi giấc trưa chứ đâu đi giấc tối. Trưa là kêu gì nổi. Ừ. À gì mà vô đó nó có máy lạnh nè. Máy lạnh. Lạnh. Bây giờ đi không? Giờ chịu đi không? Gánh nắng đi. Vậy ha. Vậy để
hai ngày nữa đi. Ừ. Đấy, ngày mai đi công chuyện, ngày mốt là bắt đầu trưa cỡ 12 giờ mình đi nha. Ê, gì mà cho mày cho mượn tiền đi, tiền nào có thì đã. Tại đã vô trỏng người ta bao trọn gối cho mà. Bao trọn gối luôn ha. Trọn gối. À. Ông vô ông kêu chân ngắn chân dài, ông kêu ra hai ba đứa gì cũng được nữa. Đu. Tại mình làm cực khổ thì lâu lâu mình cũng phải đi tặng hưởng chứ. Chứ sang vậy đó. Ừ. Bây giờ dụ mình lựa trái quýt ha, rồi mình lựa trái cam, hả, trái bự gì cũng được phải không? Trời ơi, hàng bây giờ ai mà lựa trái quýt, lựa mà lựa trái bự, trái cam, trái banh. Ôi trời ơi. Vậy nó mới đã cái tay. Trời đó hàng khủng luôn. Ừ. Chứ trái quýt cái chút xíu gì sao á. Chưa có thẳng cái tay nữa. Trái quýt nhỏ phải không? Ừ, ít gì được mấy. Cam này bự. Dù nó một cái gì mới được. Vậy ha. Ừ. Thôi mà nói gì, nó tới nó lui nãy giờ qua mượn đồ mà quên á. Trời Phật ơi, giờ thấy mẹ mượn đồ vô quên tào lao luôn. Trời ơi, mới mua mấy cây mai kìa, rồi về không có cái thùng, tính qua mượn cái thùng chú mà tứ mấy cây mai. Thùng cái mai? Ừ. Mở thùng gì mới được, thùng thiếu gì lỗi thùng. Cái thùng dồi á. Thùng dồi hả? Ừ, thùng dồi mới được chứ mấy thùng bê thì nhà nhóc rồi. Hả? Ừ, thùng dồi. Thùng dồi là nó có dồi là mình gót vô trong góc nữa ha. À đúng đúng rồi. Tại vì mình trồng số lượng đó rồi mình phải gót cây gốc, gốc tứ phân. À. Chứ không có tứ lã ngoài được, phân là phải dội ngay gốc. Ngay gốc hả? Ừ. Rồi ông, nghe nói không có cái thùng dội hay gì mà. Có, mà mày trồng đi nhiêu gốc? Xỉu à, 5-3 gốc gì à. 5-3 gốc hả? Dạ. Không mấy tao nhỏ giục mẹ đi, trồng chi không có thùng đi mượn. Trời ơi, ham mua vài cây về trồng chơi. Thôi giờ có cái thùng cho con mượn đi. Thì vẫn hẳn từ từ mày. Ờ gì ông Bảy ông tốt lắm, nghe nói là ai được mượn đồ cũng cho chứ. Tao không tốt, ai tốt cho. Nè cái thùng dầu thế này phải không? À đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Nè thùng này là cỡ tao xài là tao mua là gần 6 năm rồi. 6 năm? Ừ. Mà tao mua, đợt đó tao mua cái thằng đứng ở chợ Cần Thơ á. Mua đầu tới Cần Thơ dữ vậy? Nó chạy xe mà, xe đúc mồi á, nó xe chạy, nó sao lái vậy nè. Nó bán á. Đi bán dạo hay gì? Bán dạo á. Tao mua rồi mấy năm mà đâu mà tính là cũng không 5-6 năm gì ạ. À thôi vậy con cảm ơn chú Bảy. Ờ khoan chưa mày ngồi đi. Ngồi đi. Dạ. Mày mua ở đây mà ha. Cái thùng này là mua cái chân đó ha, mà thằng người lạ bán cũng tốt chưa. Là mày lỡ lò gà mày đặt cũng được nữa. Ha. Ờ. Thì thôi mày giàu quá thôi mày đi mua cái gì mày xài đi ha. Mày giàu quá đi mua cái xài đi. Ủa sao kỳ trời? Mày mới rủ tao đi sao chết sao gì đó, mày giàu quá đi mua đi. Ủa sao cái thùng mượn như vậy tiếng phân mà cũng không được nữa. Đúng không? Xài hư thua chưa? Bởi vì ông già ích kỷ. Bởi gì? Mới rủ ông đi mà bị ôm vô mình bao maximum luôn đó. Vậy đó mà bây giờ có cái thông không mà cũng ích kỷ nữa. Mẹ ơi, mày làm bộ tao đó mà vũ mày vô trong mày thả tao đâu, tao đâu có ngu. Mai mốt mà lỡ có mất dịch mất gió mình nên đừng có điện ngay. Không thành mà dành mày.